Thưa quý vị, từ năm học 2024-2025 trở đi, các trường sẽ được tự chọn sách giáo khoa chương trình phổ thông mới để giảng dạy cho phù hợp với học sinh và giáo viên. Quy định trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trong Thông tư 27 về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư 25 trước đó. Theo Thông tư 27 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2024-2025 trở đi, mỗi trường sẽ thành lập một hội đồng lựa chọn sách riêng thay vì căn cứ vào kết quả lựa chọn chung của ủy ban nhân dân tỉnh như các năm học trước hội đồng lựa chọn sách do hiệu trưởng thành lập nhiệm vụ của hội đồng là tổ chức thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn các phiếu nhận xét đánh giá sách giáo khoa của giáo viên danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn lựa chọn từ đó tổng hợp đề xuất với người đứng đầu trường danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn lựa chọn sau khi đã thẩm định đạt yêu cầu căn cứ vào kết quả của các trường do sở giáo dục và đào tạo trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các trường tại địa phương. Theo lộ trình từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, cơ quan bảo hiểm xã hội và các bệnh viện trong cả nước bắt đầu triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại. Vụ bảo hiểm y tế Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế vừa bổ sung thêm hai bảng dữ liệu mới gồm bảng dữ liệu giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và bảng dữ liệu giấy hẹn khám lại theo quy định tại nghị định 75 2023 của chính phủ. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ loại bỏ hoàn toàn giấy chuyển tuyến bản giấy. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 4 tới đây, cơ quan bảo hiểm xã hội và các bệnh viện trong cả nước sẽ bắt đầu triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 1 tháng 7. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ước tính cả năm 2023, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 8,55% so với 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2023, các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động nước ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh công tác tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quản lý chặt chẽ hơn. Hiện tại có khoảng 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện đang có hơn 500 doanh nghiệp được cấp phép đưa người Việt Nam lao động nước ngoài. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế, nhưng mà năm 2023 thì Thái Nguyên vẫn thu hút được 41 dự án đầu tư nước ngoài FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt trên 253 triệu đô la Mỹ và 17 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn đăng ký đạt trên 136 triệu đô la Mỹ. Thái Nguyên cũng cấp quyết định chấp thuận đầu tư cho 10 dự án trong nước và ngân sách với tổng vốn 7.000 tỷ đồng. Đến nay toàn tỉnh có 211 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 10,72 tỷ đô la Mỹ và 868 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn là 162,7 nghìn tỷ đồng. Với kết quả này, Thái Nguyên trở thành một trong những địa phương thu hút FDI lớn và hiệu quả nhất tại các tỉnh phía Bắc. Mục tiêu đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo của tỉnh Thái Nguyên là tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng khu cụm công nghiệp, tăng thường đối thoại với doanh nghiệp, hoàn thiện hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường liên kết, kết nối vùng, tỉnh, thành phố. Trong 3 ngày đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt gần 5,4 triệu lượt đô la Mỹ. Trong đó thì xuất khẩu đạt trên 2,8 triệu lượt đô la. Riêng mặt hàng sầu riêng đạt kim ngạch gần 1 triệu đô la. Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết, trong 3 ngày đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai khá ổn định. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt gần 5,4 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt trên 2,8 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu đạt gần 2,6 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, trong đó riêng mặt hàng sầu riêng đã xuất khẩu trên 255 tấn, đạt kim ngạch gần 1 triệu đô la Mỹ. Năm 2024, Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 265% so với năm 2023. Ngày 3 tháng 1, Đắk Lắk đã xuất khẩu hơn 10 tấn hạt mắc ca sang thị trường Hàn Quốc. Đây là lô hàng nông sản xuất khẩu đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2024. Sản phẩm đã trải qua nhiều khâu kiểm tra của cơ quan chuyên môn về kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy cách đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Đắk Lắk là địa phương có thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với phát triển cây mắc ca. Đến nay toàn tỉnh có hơn 4.500 hecta trồng mắc ca, sản lượng đạt hơn 1.500 tấn một năm. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý và khai thác. Bộ Giao thông Vận tải thống nhất việc tăng phí tại 4 tuyến đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, Nội Bài Lào Cai, Đà Nẵng Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC quản lý khai thác như đề nghị của VEC Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu VEC có trách nhiệm kiểm tra, giả soát, quyết định mức giá, thời điểm điều chỉnh giá 4 tuyến cao tốc theo thẩm quyền, bảo đảm không vượt quá mức giá tối đa quy định tại thông tư số 28 năm 2021 của Bộ và khả năng chi trả của người sử dụng, hay hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nhà thơ Ngọc Lê Ninh là tác giả có nhiều tác phẩm thơ ca âm nhạc gắn với chủ đề môi trường, bởi anh vốn là một tiến sĩ khoa học. Nhân kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, anh lại tiếp tục cho ra mắt khán giả ca khúc Bài ca môi trường nhằm truyền tải thông điệp nâng cao ý thức chung tay bảo vệ môi trường sống. Bài ca môi trường là ca khúc được sáng tác theo nhịp 24, có giai điệu vui tươi, sôi động, ngôn từ bình dị, trong sáng, mang nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc do các ca sĩ nổi tiếng thể hiện, đã chạm đến trái tim của nhiều người yêu nhạc. Mình cũng nghĩ là bài hát này đã ấp ủ rất nhiều năm rồi, bởi vì cái những cái ca từ rất là hay, nó rất sâu và và thực ra trong một bài hát rất ngắn thôi nhưng mà nó mang lại một cái nội dung hoàn chỉnh. Tôi nghĩ là cái bài ca môi trường là mình phải sáng tác làm sao cho nhiều người hát. Nó như là một cái khúc quân hành, của những người chiến sĩ bảo vệ môi trường. Ca khúc được tác giả Lê Ngọc Ninh ấp ủ hơn 10 năm cùng với những chuyến trải nghiệm thực tế khi đi công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thông qua ca khúc, tác giả mong muốn tác động đến mọi tầng lớp trong xã hội nhằm nâng cao ý thức cùng chung tay bảo vệ môi trường sống xung quanh. Ngày 5 tháng 1 tới đây tại Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật áo dài nơi tôi sinh ra. Chương trình nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của chiếc áo dài cũng như quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam. Chương trình nghệ thuật Nơi tôi sinh ra sẽ đưa khán giả ghé thăm nhiều tỉnh thành của Việt Nam qua hơn 300 bộ áo dài được trình diễn. Chương trình quy tụ sự góp mặt của 18 nhà thiết kế nổi tiếng như nhà thiết kế Minh Hạnh, nhà thiết kế Cao Minh Tiến, nhà thiết kế Thanh Thúy, nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy, những bộ áo dài đầy màu sắc sẽ thể hiện những đặc trưng riêng của văn hóa phong tục thiên nhiên của mỗi vùng miền tỉnh điện biên với quá khứ hào hùng cùng cảnh sắc yên bình trù phú hà nội đậm nét văn hóa với nón làng chuông gốm bát tràng tranh hàng trống huế với những công trình kiến trúc cung đình tây nguyên với hoa anh đào nghệ thuật thổ cẩm văn hóa cổng chiêng chương trình nghệ thuật nơi tôi sinh ra không chỉ tạo không gian nghệ thuật đặc sắc cho công chúng mà còn mong muốn lan tỏa tình yêu áo dài Tình yêu quê hương đất nước đến mọi người, góp phần đưa hình ảnh áo dài từ đại sứ văn hóa dần trở thành đại sứ du lịch. Để thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kiến thức, nhận thức, tránh rơi vào vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết và gây ra những hệ lụy trong xã hội. Thời gian qua thì rất nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục đang được lồng ghép triển khai tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Nhờ đó mà tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh đang giảm dần qua các năm. anh Hồ Văn Lưỡi ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, lập gia đình lúc 23 tuổi. Đáng nói, người anh Lưỡi chọn làm vợ là cô bé chỉ mới học lớp 7. Năm nay 14 tuổi, cô bé này đã làm mẹ được 8 tháng. Cuộc sống gia đình bộn bề khốn khó, mọi việc trong nhà từ chăm con đến làm nương rẫy đều một tay anh Lưỡi lo liệu. Vợ cái bốn tuổi, làm ăn cũng vất vả nhưng mà nhưng mà vợ làm cũng cho biết làm rồi cũng biết làm ra sơ thôi. Trường phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có khoảng 300 học sinh, với 95% là các em học sinh dân tộc thiểu số. Để nâng cao nhận thức và kiến thức, tránh xảy ra trường hợp học sinh bỏ học lập gia đình sớm hoặc mang thai ngoài ý muốn. Trong 3 năm qua, nhà trường liên tục duy trì hoạt động ngoại khóa về tuyên truyền kiến thức, sức khỏe, sinh sản vị thành niên, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Phương pháp này của nhà trường đang trở thành điểm sáng, được nhiều địa phương tiếp thu và nhân rộng qua 3 năm tổ chức hoạt động này thì có thể thấy là tỷ lệ nó hạ lần xuống và như năm học 2022 2023 thì tỷ lệ học sinh bỏ học của toàn trường là nó nằm ở con số dưới một phần trăm mình tin rằng đây là cái kết quả của cả một quá trình tuyên truyền để hỗ trợ cho các em chúng ta phải quan tâm chỉ đạo trong các chuyên đề trong các hoạt động ngoại khóa đó giúp các em là hạn chế bớt và nhận thức tốt hơn về cái nạn tạo hôn để trên cơ sở đó mà có cái sự tuyên truyền Rộng rãi trong cho mạng phụ huynh học sinh để mà giúp em thực hiện tốt cái việc nặng tạo hôn. Nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền và đoàn thể các cấp đã phối hợp thực hiện đề án và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 đạt những kết quả tích cực. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các gia đình trẻ vị thành niên có ý định tảo hôn, đồng thời giúp họ hiểu rõ về hậu quả và tác động do hủ tục để lại trong cuộc sống và tín hiệu đáng mừng là tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên địa bàn tỉnh liên tục giảm dần qua từng năm. Chuyển sang phần tin quốc tế, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo rằng nước này đã gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sau thời gian đàm phán về việc gia nhập BRICS kéo dài nhiều tháng. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết BRICS là một kênh có lợi và quan trọng để tăng cơ hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên. BRICS cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2014 bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã chào đón năm thành viên mới vào năm mới. Ngoài Ả Rập Xê út, hiện BRICS mở rộng còn có Ai cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Một thành viên tiềm năng khác là Argentina đã đột ngột thay đổi kế hoạch gia nhập sau khi ông Javier Milei giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Khối này dự kiến sẽ còn phát triển lớn hơn vào cuối năm nay, với việc Venezuela đang tìm cách trở thành thành viên thường trực tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tiếp theo ở Nga vào tháng 10 năm 2024. Luật cấm mang súng tại đa số địa điểm công cộng ở bang California, Mỹ đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, luật này sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý sau khi một số nhóm ủng hộ sở hữu súng nộp đơn kháng cáo nhằm phản đối việc thực thi luật trong cuộc sống. Luật cấm mang súng ở nhiều địa điểm công cộng được thống đốc bang California Gavin Newsom ký thông qua hồi tháng 9 năm ngoái. Luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 sau khi một tòa phúc thẩm của Mỹ đã vô hiệu hóa phán quyết mà tòa án cấp dưới đưa ra nhằm ngăn chặn thực thi luật. Theo luật, người dân không được phép mang súng tại 26 địa điểm công cộng, trong đó có bệnh viện, sân chơi, phương tiện giao thông công cộng, sân vận động, công viên giải trí và bảo tàng. Địa điểm ngoại lệ được phép mang súng là những cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu tư nhân cho phép điều này. Tuy nhiên, luật này hiện đang vấp phải sự phản đối của các nhóm bảo vệ quyền sử dụng súng, đặc biệt là Hiệp hội Súng Trường và Súng Lục của bang. Triều Tiên đã phóng 25 tên lửa trong năm 2023, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, con số nhiều thứ hai từ trước đến nay. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, 25 là tổng số vật thể mà Bình Nhưỡng phóng trong 18 lần trong năm 2023. Con số này chỉ kém năm 2022 khi mà Triều Tiên phóng tổng số 59 tên lửa. Trong các vụ phóng năm ngoái có 5 lần là vật phóng tầm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, 3 lần là vật thể dùng công nghệ tên lửa đạn đạo để phóng vệ tinh, 10 lần là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và các tên lửa khác. Mỗi vật phóng tầm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là có khả năng bắn tới bất cứ nơi nào trên đất nước Mỹ tùy theo trọng lượng của đầu đạn. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đang cải tiến hệ thống phát hiện động đất sớm cho tàu cao tốc Shinkansen. Theo đó thì tàu có thể phanh khẩn cấp hơn nữa khi có động đất xảy ra. Theo thông báo ngày 3 tháng 1 Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản sẽ triển khai lắp đặt hệ thống mới vào tháng 3 năm 2025 trên toàn bộ 135 đoàn tàu cao tốc Shinkansen thuộc công ty. Hệ thống do công ty Đường sắt Đông Nhật Bản phối hợp nghiên cứu phát triển cùng Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đường sắt sẽ giúp rút ngắn thời gian phản xạ giữa thời điểm phát hiện một trận động đất và vận hành hệ thống phanh khẩn cấp từ mức trung bình hiện tại là 3,9 giây xuống chỉ còn 1,3 giây. Hệ thống phanh khẩn cấp này sẽ được tự động kích hoạt khi xảy ra các trận động đất có độ lớn từ 5,5 trở lên. Hiện tại, mỗi năm tàu có tốc xin cansen dừng khẩn cấp khoảng 20 lần vì các lý do liên quan đến động đất. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam thuộc nhóm 20 nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Theo bài viết trên báo Thời Nay năm 2024, nền kinh tế có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi mà ba trụ cột chính của tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng sẽ được thúc đẩy. Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 đến 6,5%. Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta và dự báo Việt Nam sẽ phục hồi nhanh trong thời gian tới. Còn theo bài viết trên báo Đại đoàn kết, mặc dù dự báo kinh tế năm 2024 vẫn đối diện với nhiều khó khăn, sau mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu được đưa ra tăng khoảng 6% so với 2023. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu năm thứ 9 liên tiếp, dự kiến xuất siêu 15 tỷ đô la Mỹ. Đại diện Bộ Công Thương cho biết cùng với việc khai thác tốt các hiệp định thương mại FTA hiện có, Việc kết thúc đàm phán, triển khai các FTA với các thị trường mới sẽ tiếp thêm cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2024. Thưa quý vị, nằm trong loạt bài nâng tầm giá trị dệt may, báo Nhân dân số ra hôm nay đăng tải bài 3, xanh hóa để tăng tính cạnh tranh. Năm 2023 thì ngành dệt may Việt Nam đối diện với rất nhiều khó khăn, bên cạnh việc phải chấp nhận làm những đơn hàng nhỏ lẻ, trái sở trường thì đây cũng là dịp để doanh nghiệp định vị lại dòng sản phẩm, đầu tư phát triển theo hướng xanh hóa nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, gia tăng giá trị trong chuỗi. Tuy nhiên, sự đa dạng của các nguồn nguyên phụ liệu trong nước còn hạn chế đang làm giảm năng lực cạnh tranh của ngành. Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định triển khai thực hiện 5 dự án BOT xây dựng vận hành chuyển giao trên đường hiện hữu theo nghị quyết 98 sự hồi sinh năm dự án này hy vọng khơi thông các điểm nghẽn kinh niên hàng thập kỷ qua tại các cửa ngõ thành phố. Tuy nhiên, một số ý kiến chuyên gia cho rằng trong quá trình triển khai, thành phố cần bảo đảm sự minh bạch, kèm theo các cơ chế kiểm tra giám sát xử lý chặt để tránh tiêu cực. Đồng thời, trong thỏa thuận giữa thành phố và nhà đầu tư cần rõ ràng cụ thể để bảo đảm các dự án hiệu quả và hài hòa lợi ích. Bắc Ninh và Bắc Giang được biết đến là hai địa phương thay da đổi thịt nhờ trở thành cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn công nghiệp điện tử lớn trên thế giới. Tuy vậy theo bài viết trên báo Lao động, bức tranh tăng trưởng kinh tế của hai địa phương trong năm 2023 hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Bắc Giang đứng đầu thì Bắc Ninh lại bất ngờ đội sổ. Từ câu chuyện của Bắc Ninh, Tổng cục thống kê khuyến cáo trong thu hút FDI, các tỉnh thành phố phải thu hút nhiều ngành lĩnh vực không nên tập trung vào một số ngành để tình trạng một số ngành chiếm cơ cấu rất lớn, quá phụ thuộc sẽ dẫn tới là rủi ro. Theo ghi nhận trên báo Kinh tế và Đô thị, việc nới thêm thời gian để được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn được gọi là sổ đỏ đối với đất không có giấy tờ mà không vi phạm quy định pháp luật về đất đai, được luật hóa trong dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ điều này không chỉ giúp cho người dân được pháp luật công nhận quyền sử dụng mà chính quyền cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến quan ngại về việc nếu quy định nới thêm thời gian đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ tạo ra lỗ hỏng lợi dụng luật của những trường hợp lấn chiếm, tự chuyển đổi mục đích sử dụng hay được giao đất trái thẩm quyền hợp thức hóa phần đất sai phạm đang sử dụng. theo tinh thần nghị định số 97 vừa được chính phủ ban hành năm học 2023-2024, mức học phí của giáo dục đại học sẽ tăng so với năm học 2022-2023. Đây là điều đã được dự báo trước. Tuy nhiên theo ghi nhận trên báo Hà Nội Mới, dư luận xã hội không khỏi lo lắng với nhiều băn khoăn, mức tăng ấy cụ thể thế nào và liệu các gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có đảm đương được kinh phí cho con theo học khi mà năm học 2023-2024 đang diễn ra nửa trường hay không. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các chính sách miễn giảm học phí được quy định tại Nghị định số 81 tiếp tục được giữ nguyên để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người học và quyền tiếp cận bình đẳng trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, chính sách phổ cập giáo dục, phân luồng ở cấp phổ tông. Và thông tin vừa rồi của tiêu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân. Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt